Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Kênh Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu về đất thổ cư, ở nhà ở liền kề có diện tích từ 30m² trở lên và có giá bán chỉ từ 900 triệu. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một cái dự án liền kề mới của bên em. Có diện tích là 38m², hướng nhà là hướng Đông Nam và có vị trí là ở tổ 14 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Hiện tại hôm nay em đang đứng trước căn nhà này thì là mời mọi người tham quan cùng em. Căn nhà này là được thiết kế là 4 tầng. Có thiết kế 4 tầng, xây dựng 4 tầng và 3 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách. Cũng là 3 nhà vệ sinh. Đây là phía trước của ngôi nhà. Thì là toàn bộ phía trước của ngôi nhà được ốp đá, ốp gạch granite. Và cửa chính của ngôi nhà là được làm thiết kế 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp được sơn tĩnh điện. Lớp thứ hai là cửa kính. Mọi người có thể nhìn thấy nhé. Phía bên trong là tầng 1 của ngôi nhà, là phòng khách và phòng bếp. Thì phòng khách và phòng bếp như mọi người quan sát là hệ thống điện cũng như là hệ thống đường điện trần thạch cao được lắp đặt. Hệ thống đèn led, đèn trang trí được thiết kế rất là tinh tế, cũng như là sơn, bọn em sơn tường xong hết rồi. Sơn bằng sơn dô tu nha mọi người, rất là cẩn thận kỹ lưỡng. Đây là phòng khách của ngôi nhà, rất là rộng rãi. Mọi người về có thể tùy ý kê bộ bàn ghế theo ý của mình. Ở đây là phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp của ngôi nhà là được bọn em lắp đặt toàn bộ hệ thống bếp hút mùi, cũng như là có bếp rồi và hệ thống hút mùi đầy đủ. Thì tất cả là hệ thống bếp và hút mùi đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về nha mọi người. Tủ bếp thì là tủ bếp được làm bằng gỗ lim nam phi, rất là chắc chắn. Ở đây là có hệ thống là bồn rửa bát, hệ thống chậu rửa bát và vòi đều là được nhập khẩu từ Đức và chất liệu là inox 304. Ở tầng 1 của ngôi nhà là có nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh là có thiết bị, toàn bộ thiết bị vệ sinh là gồm bồn cầu và vòi xịt cũng như là vòi rửa. Trong đây thì nó có luôn cả máy bơm nước này, bơm lên toàn bộ hệ thống của ngôi nhà. Tiếp tới em xin mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà. Thì là tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Cầu thang cũng như là đây là phía cầu thang lên. Đây là phía cầu thang lên thì là toàn bộ hệ thống tay vịn của ngôi nhà đều được làm bằng gỗ lim nam phi cao cấp. Bậc cầu thang thì được thiết kế bằng đá granite. Đây là phía trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì phía trên tầng 2 của ngôi nhà bọn em thiết kế theo cái hình thức hiện đại để một khoảng không gian riêng cho gia đình. Toàn bộ ngôi nhà này là đều được thiết kế hết cái hệ thống đèn điện rồi nha mọi người. Hệ thống điện, nước, thiết bị vệ sinh là đã đầy đủ. Mọi người có thể quan sát rõ là tất cả hệ thống đèn led bên em đều được lắp đặt đầy đủ và chi tiết hết rồi. Đèn trang trí nữa. Thì là ở đây có cửa sổ rất là thoáng. Hướng nhà là hướng Đông Nam nữa cho nên là gió mùa hè rất là mát nha mọi người. Hệ thống rèm này thì bọn em lắp đặt là bằng vải Hàn Quốc nha. Cho nên là màu này rất là sang trọng ạ. Tiếp tới là em sẽ dẫn mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Thì tầng 3 của ngôi nhà bao gồm là 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì là mời mọi người lên theo em. Đây là nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ của bên em đã được lắp đặt điều hòa cũng như là rèm cửa rồi ạ. Toàn bộ ngôi nhà này là nội thất bên trong nhà bọn em sẽ lắp cho khách hàng là hệ thống rèm cũng như là điều hòa, bếp, hút mùi, bình nóng lạnh. Mọi người chỉ có việc chuyển đồ về ở thôi. Đây là phòng ngủ của ngôi nhà. Thì phía trước phòng ngủ của ngôi nhà là có đầy đủ hệ thống cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như là lấy gió thoáng
từ bên ngoài vào trong căn nhà của mình. Theo mọi người quan sát thì đấy, ở phía trước của ngôi nhà là có cây cối rất là rộng, rất là thoáng gió. Thì diện tích của cái phòng ngủ này khoảng tầm 11 mét. Đây là một phòng ngủ ạ. Đây là phòng vệ sinh, thì toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh để bọn em đều trang bị những cái thiết bị của bên Vigracera nha mọi người. Chất lượng rất là chất lượng. Và toàn bộ thiết bị vệ sinh ở đây cũng như là quạt hút mùi ở trong nhà vệ sinh đều đã được lắp đầy đủ. Đây cũng là một phòng ngủ tiếp theo của ngôi nhà. Phòng ngủ tầng 2 và tầng 3. Phòng ngủ này cũng có cửa nhà vệ sinh, có cửa. Cũng có cửa cửa thông phòng rất là thoáng. Mở ra phía sau thì phía sau của ngôi nhà là một khoảng không rất là rộng, thoáng. Mọi người có thể nhìn ra là quan sát xung quanh này. Rất là thoáng mát. Tiếp tới em xin mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 của ngôi nhà cũng bao gồm hai phòng. Đó là một phòng thờ và một phòng ngủ, kèm với lại một sân phơi và một nhà vệ sinh ạ. Đây, mọi người quan sát, giống tầng 3. Nhà vệ sinh thì cũng giống tầng 3 luôn. Đây là sân phơi của ngôi nhà này ạ. Đây là sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Mọi người có thể nhìn xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng. Không khí ở đây cực kỳ thoáng mát so với lại cái khí hậu của Hà Nội hiện nay đang ô nhiễm rất là trầm trọng. Thì mọi người có thể quan sát xung quanh ở đây rất là nhiều cây xanh, thoáng khí. Mọi người về ở thì ban ngày có thể buổi sáng dậy hít thở không khí rất là trong lành. Toàn bộ ngôi nhà này em đã giới thiệu rồi ạ. Xây dựng 4 tầng, diện tích là 38m², hướng nhà là hướng đông nam và có giá chào bán là 1.480.000.000, đã bao gồm toàn bộ nội thất gồm là điều hòa, bình nóng lạnh cũng như là tủ bếp, trần thạch cao là bọn em đã ok hết rồi. Hệ thống điện nước đã được lắp đặt đầy đủ theo công tơ điện nước của quận Hà Đông nha mọi người. Thì là mọi người theo dõi kênh của em thấy hay thì chia sẻ và like kênh cho em nha. Nếu như mà mọi người cần thông tin thêm chi tiết thì là xin liên hệ với em Ánh. Số điện thoại là trên màn hình 0983013403 hoặc là 0888041444, có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là có thể add Zalo em để liên hệ với em nha. Em sẽ sẵn sàng tư vấn cho mọi người mọi lúc mọi nơi nha. Toàn bộ cái thông tin chi tiết của căn nhà này em xin giới thiệu đến đây thôi. Còn mọi người thấy hay thì là chia sẻ kênh giúp em và ấn subscribe giúp em để có thể theo dõi những cái video bổ ích phía sau nha.